Chương 391, cùng tiến tới. Siêu thoát giả lưu lại đạo thống. Cái kia ngược lại là xác thực có giá trị đi một chuyến. Mặt quỷ thả xuống Cửu U thi hài, nói: "Kia ta liền vì ngươi đi một chuyến. Cửu Thiên di tích bên trong vô tận tuế nguyệt mới hội đến một hai cái thức ăn ngon, hy vọng ngươi đến cái vũ trụ bên trong có thức ăn ngon đồ ăn vặt." Kiệt kiệt kiệt. Theo lấy mặt quỷ phát ra một tiếng cười quái dị, sau đó từ Thiên Thần lão tổ trước mặt biến mất. Em Vò DTV kép, com Thiên thần lão tổ hào không để ý, chỉ cần thực mặt quỷ không đối Thiên thần tộc người động thủ, ăn mấy cái Tiên vương Tiên đế, tính không thể cái đại sự gì. Hắn nhắm mắt lại, tiếp tục luyện hóa mấy vị nửa bước siêu thoát giả nội tình, nhanh, nhanh, lại thôn phệ mười mấy món tốt một chút chí bảo, lại nuốt vào bảy tám cái nửa bước siêu thoát giả. Ta nguyên thần nhục thân đều đem tu luyện tới cực hạn, có thể dùng hướng siêu thoát cảnh chạy nước rút đệ nhất vũ trụ bên ngoài mặt quỷ tái hiện a à. mặt quỷ nhìn qua ống ánh đệ nhất vũ trụ có chút kinh nghi bất định mới vừa xuất hiện trong nháy mắt hắn phẳng phất phát giác được có người để mắt tới hắn nhưng mà trong nháy mắt cái này loại cảm giác liền biến mất bất kể hắn thế nào suy tính đều là một mảnh hư vô phẳng phất vừa mới đều là ảo giác ảo giác sao mặt quỷ vo thành một nắm thế nào cảm giác cái này đệ nhất vũ trụ so ta cửu thiên di tích bên trong còn nguy hiểm hơn. A, à, liền tại lúc này, một chiếc màu trắng cự thuyền từ xa xôi vũ ngoại hư không phá không mà tới. Trung ương thần triều thuyền, mặt quỷ ẩn tàng ở trong hư không, nhìn qua chiến thuyền màu trắng, có chút kinh nghi bất định. Trung ương thần triều tại khởi nguyên chi địa cũng là quái vật khổng lồ, có lấy siêu thoát giả tọa chấn, thế lực chiếm cứ một phần mười cái khởi nguyên chi địa, tương đương khủng bố, liền tính là hắn chủ nhân đều không nghĩ chọc trung ương thần triều chiến thuyền màu trắng phía trên mấy chục đạo thân ảnh đứng sừng sững trong đó tu vi yếu nhất đều là tiên vương còn có bảy vị tiên đế ba vị nửa bước siêu thoát trong đó tu vi cao nhất là một cái lão giả tóc trắng hắn đứng tại chiến thuyền nhất phía trước nhìn lấy óng ánh đệ nhất vũ trụ nói khẽ cái này là có siêu thoát giả đóng quân vũ trụ sao đứng ở sau lưng lão ta quỷ đế vội vàng nói không tệ lúc trước ta mới vừa đạp vào nửa bước siêu thoát cảnh thời gian đã từng tới chỗ này bất quá bị một vị thâm niên nửa bước siêu thoát cảnh cáo mà lại người kia giống như đi qua khởi nguyên chi địa quỷ đế tư thái thả cực thấp mặc dù hắn cũng là một vị nửa bước siêu thoát giả nhưng mà mắt trước người là trung ương thần triều một vị trưởng lão càng là thần triều hoàng tử hộ đạo giả một ngày kình thiên hoàng tử đạp vào siêu thoát cảnh tần trưởng lão tại trung ương thần triều nắm giữ tài nguyên cũng đem càng nhiều căn cứ thần triều tình báo, chỗ này hẳn là cô huyền trí cao đã từng ngừng chân địa phương, tại chỗ này địa đã từng lưu lại qua đạo thống. Một vị một thân kim giáp thần tướng mở miệng nói. Chí cao là đối siêu thoát giả tôn sưng, liền coi như bọn họ những này, nửa bước siêu thoát giả nói đến một vị siêu thoát giả thời gian, cũng phải mang theo kính sưng. Tần trưởng lão nhẹ gật đầu, nói. Cô huyền trí cao cùng ta trung ương thần triều quan hệ không tệ, không cần thiết quấy nhiễu hắn lưu lại đạo thống, Cô huyền trí cao đã xâm nhập khởi nguyên chi hải, chúng ta này đi, cũng là vì truy tìm hắn từng tại chỗ này muốn có được cơ duyên tin tức, sau đó lại báo cáo kình thiên hoàng tử. Như là kia đạo liền trí cao đều động tâm cơ duyên không có bị đưa, vào khởi nguyên chi hải chỗ sâu, kình thiên hoàng tử như là được đến, cùng cái khác mấy vị hoàng tử cạnh tranh thời gian, ưu thế cũng hội càng hơn hơn phân. Nói xong lời cuối cùng, tần trưởng lão mặt bên trên mang theo mấy phần ngưng trọng. Kình Thiên hoàng tử mặc dù là thánh hoàng tư chất tốt nhất mấy cái đệ tử một trong, nhưng mà còn dư mấy vị hoàng tử thân vị trí cao hài tử, tư chất cũng là cực kỳ khủng bố. Hơn nữa còn có người lấy đến cái khác siêu thoát giả duy trì, Kình Thiên hoàng tử ưu thế đã không phải là rất rõ ràng. Trước đi gọi là đệ thất vũ trụ, sau đó lại đi người phía trước vũ trụ, một cái lập tức phá diệt vũ trụ mà thôi, ta tiện tay liền có thể đem hắn diệt đi. Đến thời điểm ngươi lại thôi động bí thuật, nhiều chuyển hóa mấy cái quỷ tộc, tần trưởng lão chẳng hề để ý nói đến. Cái này bên trong lại không phải khởi nguyên chi địa, liền coi như hắn tùy ý hủy diệt mấy cái vũ trụ, cũng sẽ không có người tìm hắn gây phiền phức. Chiến thuyền màu trắng lách qua đệ nhất vũ trụ, hướng lấy đệ thất vũ trụ phương hướng chạy tới. Cơ duyên. Siêu thoát giả đều tâm động. Mặt quỷ biểu tình biến ảo. Cái kia ngược lại là có giá trị đi xem một chút, cô huyền trí cao đạo thống. Chậm một chút lại đi nhìn xem. Mặt quỷ xa xa cùng tại chiến thuyền đằng sau, Cùng lúc đó, đệ nhất vũ trụ bên trong, bàn cổ đưa mắt nhìn chiến thuyền màu trắng cùng mặt quỷ rời đi, nói khẽ. Được rồi, để chính hắn đi xử lý. Những này người đối hắn tạo không thành quá lớn uy hiếp. Lý tín đã mang theo hạo thiên khuyển hướng lấy đệ thất vũ trụ tiến đến, nhưng mà tốc độ không có cái này phá giới chiến thuyền màu trắng nhanh. Sợ rằng sẽ ở trên đường bị đuổi kịp. Đệ nhị vũ trụ. Tại hạo thiên khuyển dẫn đường. Lý tín đi đến phía trước đệ Thất Vũ Trụ kia một phần cuộc đời tồn một chỗ phúc địa. Chỗ này thiên địa nguyên khí mặc dù cũng tạm được, đủ sức cầm cự tu luyện tới tiên tôn cảnh. Nhưng mà so sánh hoàn hảo vũ trụ, còn là kém một chút ý tứ. Tại đệ nhị vũ trụ chỉnh lý một đoạn thời gian, Lý Tín đem những này người đều thu nhập nội thiên địa bên trong, chuẩn bị mang về đệ Thất Vũ Trụ an trí. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đem người tại nội thiên địa bên trong thu xếp tốt, mới vừa chuẩn bị rời đi thời điểm, một chiếc chiến thuyền màu trắng từ đen nhánh hư không bên trong chạy qua. Còn có một chương mặt quỷ lén lén lút lút theo ở phía sau. Phương hướng này, cái này bầy ngựa đồ vật không phải là hướng lấy đệ thất vũ trụ đi à. Đã đạp vào tiên đế trung kỳ hạo thiên khuyển có chút không bình tĩnh. Hắn đều còn không có trở về gặp lão bằng hữu, cái này một bên lại muốn sinh sự đoan rồi. Cẩu ra muốn bọn hắn xinh đẹp. Hạo thiên khuyển khẩu xuất cùng ngôn. Hắn hiện tại đạp vào tiên đế trung kỳ, luôn có một loại thiên hạ vô địch cảm giác. Kia vị siêu thoát giả là cái này phiến vũ trụ lão đại, Lý Tín là lão nhị, hắn thế nào cũng có thể xếp vào trước 4. Cái này phiến vũ trụ, thời điểm nào đến phiên người khác phách lối rồi. Có siêu thoát giả chỗ dựa, liền là cái này bành trướng. Quỷ tộc. Là quỷ đế. Lý Tín nhìn qua chiến thuyền màu trắng phía trên quỷ đế thân ảnh, hắn nạp tiền mấy tôn quỷ tộc tiên đế, đối quỷ tộc khí tức vô cùng quen thuộc trước theo sau, xem bọn hắn muốn làm gì. Ba cái siêu thoát giả, chúng ta cái này phiến vũ trụ có thể không có nhiều như vậy nửa bước siêu thoát. Lý tín thì thào lên tiếng. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Như là tại phía trước, hắn khẳng định hội trước tiên phản hồi đệ nhất vũ trụ đi thỉnh bàn cổ đại thần. Nhưng bây giờ, mấy cái nửa bước siêu thoát giả mà thôi. Mà lại những này người là từ đệ nhất vũ trụ qua đến. Bàn cổ đại thần khẳng định chú ý tới, đã thả qua đến, kia liền đại biểu hắn có thể xử lý. Lý tín dọc đường theo đuôi. Liền xa xa treo, ở màu trắng cự thuyền nơi xa mặt quỷ đều không có phát giác được hắn. Rốt cuộc, màu trắng cự thuyền tại đệ ngũ vũ trụ ngừng lại. Lý tín nhìn xa xa từ đệ ngũ vũ trụ ra đến thái sơ đạo chủ mấy người, mặt bên trên mang theo dị sắc. Hắn lần này trở về, liền là nghĩ đem những này người đều giải quyết. Không nghĩ tới còn không có đến đệ thất vũ trụ, những này đồ vật liền tụ cùng một chỗ, các bạn đang nghe chuyện trên kênh GV Audio. Chương 392, đạo hữu việc này là cái hiểu lầm. Quỷ đế đại nhân. Cung nghênh quỷ đế đại nhân trở về. Bái kiến các vị tiền bối. Tất cả người đều là thần tình kích động, liền thái sơ đạo chủ đều không ngoại lệ. Hắn hiện tại có thể là biết rõ khởi nguyên chi địa khái niệm, bọn hắn những này vũ trụ ở trong mắt khởi nguyên, chi địa chỉ sợ cũng là đất cằn sỏi đá. Tại những này vũ trụ rất khó sinh ra siêu thoát giả, đệ thất vũ trụ vị kia là cái ngoài ý muốn. Hiện tại có thể đáp lên siêu thoát giả thần chiều xe, không nói có thể được đến nhiều ít chỗ tốt, chỉ cần có thể theo lấy đi tới khởi nguyên chi địa liền kiếm được. Hắn tại cái này các loại vắng vẻ vũ trụ đều có thể tu luyện đến tiên đế cảnh, tư chất tuyệt đối không kém, thậm chí tại khởi nguyên chi địa cũng có thể xếp hạng phía trước. Tương lai có hy vọng. Ừm. Quỷ đế thanh lãnh nhẹ gật đầu. Tần trưởng lão nhìn lấy lít nha lít nhít quỷ tộc cùng người du đáng, Khẽ nhíu mày, sau đó không lấy thanh sắc giãn ra. Mặc dù Kình Thiên hoàng tử muốn mượn sức một vị nửa bước siêu thoát giả, nhưng mà hắn nội tâm cũng không phải rất nhìn lên Quỷ Đế. Một cái dựa, vào cả một tộc quần khí vận mới miễn cưỡng đạp vào nửa bước siêu thoát cảnh tồn tại, căn bản không đáng đến coi trọng, nhìn chung cả cái khởi nguyên chi địa, đi khí vận chi đạo, cũng không có một cái đạp vào siêu thoát cảnh. Tần trưởng lão mở miệng nói, "Như là đã tìm được ngươi người, chúng ta liền đi đệ thất vũ trụ đi." xem trước một chút đệ thất vũ trụ có không có kia đạo cơ duyên tin tức, sau đó lại làm kế hoạch. Thái sơ đạo tử nghe nói, liền lên tiếng nói. Vị đại nhân này, đệ thất vũ trụ tình huống ta rõ ràng, hiện tại đệ thất vũ trụ tối cường thế lực là thiên đình, hư hư thực thực là kia vị siêu thoát giả tại rời đi phía trước lưu lại hậu thủ, hiện tại thiên đình bên trong có lấy 4 năm vị tiên đế, thực lực rất mạnh. Bất quá tại trước mặt ngài, tính không thể cái gì. Tần trưởng lão nhẹ gật đầu, ừm, um, mà tại chiến thuyền màu trắng đằng sau ngoài trăm vạn dặm, Mặt quỷ đột nhiên cảm thấy một trận tâm sợ. Chuyện gì xảy ra? Cái này cổ tim đập nhanh cảm giác lại xuất hiện rồi. Mặt quỷ có chút không bình tĩnh. Một lần liền được rồi, hiện tại lại tới. Xem ra có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Không phải là bị Trung Ương Thần Triều người phát hiện a. À. Trung Ương Thần Triều lão giả kia rất mạnh, như là tại Cửu Thiên di tích bên trong, hắn mượn dùng trận pháp ưu thế ngược lại là không sợ. Nhưng mà chỗ này không phải cửu thiên di tích. Hắn nội tâm đánh lên chống lui quân, cơ duyên mặc dù tốt, nhưng mà cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Vẫn là đi đi. Cuối cùng hắn vẫn là làm ra quyết định, nghĩ muốn rút đi. Mặt quỷ hướng lấy đệ nhất vũ trụ phương hướng thối lui. Mặc dù chuẩn bị rút đi, nhưng mà đệ nhất vũ trụ vẫn là muốn đi một chuyến. Cái này một bên có gì đó quái lạ, hắn quyết định tại đệ nhất vũ trụ lại ăn cái mấy trăm vạn tu sĩ liền rời đi trở về cửu thiên di tích nhưng mà vẫn chưa ra khỏi bao xa kia cổ cảm giác rợn cả tóc gáy lại lần nữa chuyển đến lão huynh người lén lén lút lút cùng tại phía sau bọn họ cái gì ý tứ a một người một chó xuất hiện tại hắn cách đó không xa cậu tử thân bên trên treo lấy mười mấy món trí bảo tại phát sáng mắt trước cái này mặt quỷ thật không đơn giản hắn toàn lực đề phòng hai cái tiên đế mặt quỷ sững sờ thần giác quét qua xung quanh, không có phát hiện bất kỳ cái gì siêu cưng tồn tại, yên lòng. Vừa mới tin đập nhanh, hẳn là chỉ là ảo giác. Bất quá hai cái tiên đế vậy mà có thể cái này đến gần hắn, hắn còn chưa phát hiện. Thân bên trên hẳn là có khó lường bảo vật. Đúng lúc hôm nay ta tâm tình không thuận, liền dùng các ngươi đánh làm bữa ngon. Mặt quỷ phía trên huyễn hóa ra một cánh tay, trên cánh tay chiếu dọi ra các chủng dị tượng. Ngoạ tào, cái này đồ vật cũng siêu việt tiên đế, Hạo Thiên Khuyển có cẳng rút lui, vốn cho rằng mặc dù nhìn không thấu cái này mặt quỷ Tu Vi, nhưng mà xem là mặt quỷ tối đa cũng chỉ là tiên đế đỉnh phong, không nghĩ tới còn là hắn cách cục nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy nửa bước siêu thoát, hiện tại tiên đế cũng không đáng tiền rồi, hắn mới vừa đề cao một cái tiểu cảnh giới, vốn cho rằng là đại triển thần uy thời gian, cái kia thuyền bên trên có ba vị nửa bước siêu thoát, không nghĩ tới cái này mặt quỷ cũng thế. Bành. Để mặt quỷ chấn động một màn phát sinh. Hắn sử dụng tám thành lực nhưng lại tại xuất thủ dây lát ở giữa, liền bị áp chế. Mà lại mắt trước cái này vị tiên đế đỉnh phong, không có sử dụng bất kỳ cái gì thần thông thuật pháp, vẻn vẹn dùng nhục thân lực lượng liền đem nó đánh có điểm sinh hoạt, không thể tự gánh vác. Đạo hữu, việc này là cái hiểu lầm. Bọn hắn là khởi nguyên chi địa trung ương thần triều người, tới nơi đây tìm cơ duyên gì, ta chỉ là theo đuôi bọn hắn mà đến, không có ác ý. Mặt quỷ nội tâm biệt khuất. Hắn nửa bước siêu thoát giả thi thể đều gặm không biết rõ nhiều ít, nhưng mà hôm nay lại muốn đối một cái tiên đế hạ thấp tư thái. Chúng ta chưa từng gặp mặt, đằng sau ta cũng có siêu thoát giả, đạo hữu còn là không muốn lăng không thêm một kẻ địch. Ba. Lý Tím một bàn tay đem mặt quỷ quất bay ra ngoài. Ngươi là lai lịch gì? Đến nay có cái gì mục đích? Mặt quỷ thân bên trên khí tức lên xuống, cường đại uy áp hướng lấy Lý Tím cuốn tới. Chúng ta bèo nước gặp nhau còn là không muốn vì chính mình tìm phiền toái, ta thừa nhận các hạ rất mạnh, nhưng mà ta như là một tâm muốn chạy trốn, ngươi không lưu được ta. Ngươi thử thử. Lý tín không nói nhảm. Lại lần nữa hướng lấy mặt quỷ đánh tới. Đông. Cái này lần giao thủ một cái, lý tín không có lại lưu thủ, các chủng đại đạo lực lượng hội tụ tại hắn tay bên trong. Oanh long long. Mảng lớn tinh không vỡ nát. Khoảnh khắc ở giữa, mặt quỷ liền bị chấn áp, Đạo hữu, thật muốn dựng nên một phương đại địch. Ta chủ nhân liền tại đệ nhất vũ trụ cùng khởi nguyên chi địa ở giữa, ta như là chết rồi, phụ cận những này tiểu vũ trụ đều muốn bồi táng. Mặt quỷ nhìn lấy Lý Tín gầm thét. Hắn nội tâm vạn phần hối hận, không nên đáp ứng thiên thần lão tổ tới đây, hiện tại hại đến hắn tại cái này xa xôi địa khu lật xe. Hiện tại liền phản kháng đều làm không đến. Loại địa phương nhỏ này, thế nào hội có loại này cường giả? hắn có thể là so mắt trước người cao một cái tiểu cảnh giới nhưng lại liền sức phản kháng đều không có gặp nhau chính là duyên tới 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 đem người biết đến đồ vật nói hết ra không muốn bức ta vận dụng thủ đoạn khác lý tín nhàn nhạt lên tiếng hạo thiên khuyển cũng là ở một bên la hét đem hắn phế bỏ ta có một vạn loại thủ đoạn có thể dùng đem hắn quần lót đều rút ra vừa mới mặt quỷ xuất thủ thời điểm hắn trốn sau người nào đều nhanh hiện tại thấy tình huống đã bị khống chế lại lại nhảy ra ngoài ha ha. Nếu không phải có hắn tại, ta một ánh mắt liền có thể giết chết ngươi. Mặt quỷ cười lạnh, sau đó nhìn hướng Lý Tín nói. Đạo hữu, ta lập lại một lần, chúng ta đường ai người ấy đi, về sau sẽ không gặp lại. Chính mình an hảo, nháo đến sau cùng, đối với người nào đều không tốt. Lý Tín đôi mắt nhẹ dơ lên, thản nhiên nói. Ngươi như là không nói, cũng chỉ có thể đưa ngươi giao cho ta một vị tiền bối xử lý. Hạo Thiên Khuyển cũng gọi là dầm dĩ nói, liền phía sau ngươi có siêu thoát giả ta chủ nhân cũng là siêu thoát giả còn có một vị tiền bối liền tại đệ nhất vũ trụ t mặt quỷ hít sâu một hơi có chút không dám tin tưởng hắn là biết rõ rất nhiều khởi nguyên tri địa tin tức tại khởi nguyên tri địa mặc dù có một chút trí cao tồn tại nhưng mà đại bộ phận đều đếm trăm cái kỷ nguyên chưa từng xuất hiện chỉ có bọn hắn đích hệ tử đệ mới có tư cách yết kiến bây giờ lại nói cái này vắng vẻ vũ trụ có siêu thoát giả tồn tại không lẽ là bị thần sư tôn truy đuổi kia đạo cơ duyên hấp dẫn qua đến. Chương 393, một trưởng vỗ chết. Đệ ngũ vũ trụ. Thái Sơ đạo chủ cẩn thận từng ly từng tí đứng tại quỷ đế bên cạnh, nói khẽ: "Ba vị đại nhân, tình huống bây giờ có chút không đúng." Đệ thất vũ trụ bên trong mặc dù chỉ có mấy vị tiên đế, nhưng mà kia Thiên Đình chi chủ đã đi đệ nhất vũ trụ, còn trở thành có thể so với nửa bước siêu thoát giả tồn tại, đệ nhất vũ trụ bên trong một vị nửa bước siêu thoát giả đều bị hắn chém giết, quỷ đế sắc mặt biến hóa, liền lên tiếng nói, tin tức đáng tin. Hắn đối chính mình thực lực vẫn hơi hiểu biết, tại nửa bước siêu thoát giả bên trong tính không thể cường đại, liền đệ nhất vũ trụ xuất hiện kia vị nửa bước siêu thoát giả cũng không sánh nổi. Hiện tại kia vị lại bị Thiên Đình chi chủ chém giết rồi. Thái Sơ đạo chủ mặt mũi tràn đầy cười khổ, thế nào khả năng không đáng tin, hiện tại phụ cận mấy cái vũ trụ, người nào không biết rõ Thiên Đình chi chủ uy danh. Hắn chém giết nửa bước siêu thoát giả sự tình, cả cái đệ nhất vũ trụ người đều tận mắt chứng kiến. Tần trưởng lão cùng kim giáp thần tướng lướt nhau, nhìn hướng thái sơ đạo chủ, nói. Đem kia vị thiên đình chi chủ tư liệu, nói cùng chúng ta nghe một lần. Thái sơ đạo chủ không dám thất lễ, vội vàng nói. Ta cũng là tại vài ngàn năm trước chú ý tới người này, đương thời người này vẫn chỉ là biểu hiện ra có thể so với tiên vương chiến lực, đương thời ta cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, hắn đã có có thể so với nửa bước siêu thoát giả chiến lực, thái sơ đạo chủ giảng không nhanh. Nhưng mà quỷ đế cùng tần trưởng lão mấy người lại là nghe đến trợn mắt hốc mồm. Mấy ngàn năm thời gian, từ tiên vương trưởng thành đến nửa bước siêu thoát. Liền tính là đỉnh tiêm nhất một nhóm kia siêu thoát giả chuyển thế trọng tu, cũng không dám nói như thế đi. Không lẽ kia đạo cơ duyên, thật bị kia vị Lý Trường Sinh đưa cho người này. Người này là Lý Trường Sinh đệ tử. Kim giáp thần tướng nhịn không được lên tiếng. Tần trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, chỉ có loại khả năng này. Nếu biết cơ duyên tại trên người người này, chúng ta không thể đánh rắn động cỏ, trước hoàn hồn chiều, đem việc này bẩm báo kình thiên hoàng tử, sau đó lại để hắn tìm mấy vị giúp đỡ lại tới. Cái này sự tình quá lớn, nếu là chúng ta ra tay không có thành công, trở về thần triều, khả năng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Tần trưởng lão nhìn hướng kim giáp thần tướng cùng quỷ đế. Kim giáp thần tướng nhẹ gật đầu, hắn thân vì trung ương thần triều cường giả, tự nhiên biết rõ liền coi như bọn họ là nửa bước siêu thoát, bỏ mất cái này chủng đại cơ duyên, bị trừng phạt cũng là khá là nghiêm trọng. Bất quá trở về phía trước, muốn lưu lại một người tại này nhìn chằm chằm, không thể để hắn rời đi cái này phương vũ trụ, nếu không hắn chạy, chúng ta cũng khó tránh tội lỗi. Tần trưởng lão nhìn lấy hai vị nửa bước siêu thoát giả. Kim giáp thần tướng trầm giọng nói. Ta lưu lại đi. Quỷ đế cuối cùng gia nhập bọn hắn không lâu, hắn đối quỷ đế không yên lòng, Tốt, kia liền như đây." Tần trưởng lão nhẹ gật đầu, nói: "Chờ lát đến đệ nhất vũ trụ, ngươi liền trốn tại đệ nhất vũ trụ bên ngoài, hắn như là không rời đi đệ nhất vũ trụ, ngươi không cần chủ động đi tìm kiếm hắn." Thái Sơ đạo tử mấy người cũng là leo lên chiến thuyền màu trắng, mặt bên trên đầy là hưng phấn. Vốn cho rằng đi tới khởi nguyên chi địa còn muốn một đoạn thời gian, không nghĩ tới hôm nay liền có thể xuất phát. Chỉ là đáng tiếc, không thể tận mắt nhìn đến thiên đình hủy diệt. Nói hay không? lại không nói chỉ có thể trước bổ ngươi lý tín nhìn trước mắt mặt quỷ hơi không kiên nhẫn không nên vọng động ta đến từ cửu thiên di tích phía sau ngươi siêu thoát giả hẳn là rõ ràng cửu thiên di tích cũng là có siêu thoát cường giả tọa chấn địa phương mặt quỷ khuất phục vội vàng nói ta là đến giúp thiên thần lão tổ đến xem thiên thần tộc thế nào dạng phía trước chúng ta tại cửu thiên di tích phục kích thần hiện tại thiên thần lão tổ bị ta chủ nhân coi trọng ngay tại cửu thiên di tích bên trong tu luyện, không phân thân ra được. Tại đệ nhất vũ trụ bên ngoài gặp đến trung ương thần triều người, lặng lẽ cùng sau lưng bọn hắn, sau đó liền bị người bắt. Không dám không nói, hắn cảm giác như là lại phản kháng, mắt trước người thật hội xé hắn. Hắn chủ nhân tại siêu thoát giả trong vòng luẩn quẩn cũng là tiếng xấu, hắn không xác định mắt trước người sẽ không sẽ cho hắn mặt chủ nhân tử. Liền tại mặt quỷ bàng hoàng thời gian. Lý tín lại là quay đầu nhìn về đệ thất vũ trụ phương hướng nhìn lại, hắn một cái tay nâng lấy mặt quỷ cùng hạo thiên khuyển thân hình tiêu tán một cái màu trắng cự thuyền xuất hiện vậy mà trở về rồi lý tín nhíu mày không lẽ bọn hắn là muốn đi đệ nhất vũ trụ hạo thiên khuyển cũng là hỏi theo sau nhìn xem lý tín lên tiếng mang theo hạo thiên khuyển lặng lẽ cùng tại chiến thuyền màu trắng phía sau chiến thuyền màu trắng tốc độ rất nhanh vẻn vẹn mấy chục ngày liền đi đến đệ nhất vũ trụ kim giáp thần tướng từ chiến thuyền phía trên đi xuống. Tần trưởng lão nhanh đi mau trở về, ta sợ chậm thì sinh biến. Kim giáp thần tướng nhìn lấy thuyền bên trên một nhóm người, nói. Chỉ cần hoàng tử kia đạo cơ duyên, hoàng vị liền ổn, người ta ngày sau chưa chắc không có đăng lâm trí cao cơ hội. Cái này cơ duyên quá khủng bố, vậy mà để một cái tu sĩ mấy ngàn năm thời gian từ tiên vương, trưởng thành đến có thể dùng chém giết nửa bước siêu thoát giả tình trạng như là kình thiên hoàng tử được đến, lại thêm thần triều tài nguyên, nhất định có thể dùng rất nhanh đạp vào trí cao hàng ngũ. Hắn cũng không phải không nghĩ tới chính mình được đến cơ duyên, nhưng bọn hắn tu hành đều là thần triều công pháp, có lấy tay họa ngầm, thần triều như là quyết định muốn tìm hắn nhóm, liền tính trốn đến xa nhất vũ trụ, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ừm. Ghi nhớ, không muốn quấy nhiễu đến kia vị thiên đình chi chủ, hết thảy chờ đến ta mang người qua đến lại nói. Tần trưởng lão mở miệng, sau đó màu trắng cự thuyền quay đầu rời đi. Liền tại Kim Giáp Thần Tướng chuẩn bị đến gần đệ nhất vũ trụ thời gian, đột nhiên xảy ra dị biến. Bành! Kim Giáp Thần Tướng nội tâm báo động đại sinh, nhưng mà không kịp chờ hắn phản ứng qua tới. Hắn thân thể liền nổ tung. Người nào? Ngươi dám? Hai tiếng hét lớn từ chiến thuyền màu trắng phía trên truyền ra. Quỷ Đế cùng Tần Trưởng lão vừa kinh vừa giận, nhìn qua đột nhiên xuất hiện một người một chó vừa mới lý tín từ hư không xuất hiện tại kim giáp thần tướng bên cạnh thời gian, bọn hắn cũng phát giác được, nhưng vẫn là muộn một bước. Kim giáp thần tướng mặc dù mới vừa đạp vào nửa bước siêu thoát cảnh, nhưng dầu gì cũng là một vị nửa bước siêu thoát. Liền cái này tại bọn hắn trước mặt nổ tung. Liền chân linh đều không thể đào thoát. Không tính mạnh. So cung thúc còn yếu nhược một điểm. Lý tín lẩm bẩm nói. Hạo thiên khuyển liền là nhanh chóng đem kim giáp thần tướng bạo ra chiến lợi phẩm thu thập các ngươi một đám ngựa đồ vật, lại vẫn muốn trở về tình người, cho các ngươi mặt rồi. Hạo thiên khuyển một bên kiểm kê chiến lợi phẩm, vừa mắng mắng liệt liệt. Là kia vị siêu thoát giả chó. Thái sơ đạo chủ sắc mặt rất khó coi. 20 cái kỷ nguyên phía trước, hắn liền là tiên đế trung kỳ. Hiện tại còn là tiên đế trung kỳ, kia thời gian cái này chó vẫn chỉ là tiên vương hậu kỳ. Nhưng mà 20 cái kỷ nguyên trôi qua, cái này chó đã là tiên đế trung kỳ, hắn còn dậm chân tại chỗ, không lẽ hắn Thiên Phú còn không bằng một cái chó? Hắn có chút hoài nghi mình. Cái này liền là Thiên Đình Chi Chủ, Thái Sơ Đạo Tử cũng là lắp bắp nói. Lúc trước hắn còn từng cùng Lý Tín giao thủ qua, nhưng bây giờ một vị siêu thoát giả liền cái này chết tại trước mắt của hắn. Cái này quá khủng bố. Chương 394, F4, mới tiên đế đỉnh phong, thế nào khả năng? Tần trưởng lão có chút không dám tin tưởng. Tiên đế đỉnh phong cùng nửa bước siêu thoát ở giữa có lấy một đạo hồng câu liền tính tại khởi nguyên chi địa, tiên đế đỉnh phong chém giết nửa bước siêu thoát, sự tình cũng là mấy chục cái kỳ nguyên mới sẽ phát sinh một lần, cái này trùng một chiêu miểu sát, một lần đều không có phát sinh qua. Không khí biến đến có chút ngưng trọng, lý tín từ lam vương bọn người trên thân quét qua, bành, ầm, um. ầm, um. mấy vị phía trước tại đệ cửu vũ trụ đứng tại đỉnh phong tiên vương, không chịu nổi lý tín ánh mắt thân thể nổ tung, liền chân linh cũng theo đó vẫn lạc. Đạo hữu, chúng ta là trung ương thần triều người. Thần triều chi chủ là biết rõ chúng ta đến cái này phương vũ trụ, ngươi như là giết chúng ta, việc này liền không dễ giải quyết. Trung quanh nơi này mấy cái vũ trụ tu sĩ, đều sẽ bởi vì ngươi làm sai lầm quyết định, hôi phi yên diệt, liền chuyển thế cơ hội đều không có. Tần trưởng lão nghĩa chính ngôn từ quát nhẹ lên tiếng. Ha ha! Hạo thiên khuyển miệng bên trong phát ra một trận cười lạnh, các ngươi những này xuất thân khởi nguyên chi địa cao thủ, liền chỉ biết cầm bối cảnh đến uy hiếp sao? Liền ngữ khí đều là giống nhau như đúc, làm thật giống người nào phía sau không có một cái siêu thoát giả một dạng. Hạo Thiên khuyển hiện tại rất có lực lượng. Cuối cùng kia vị tiền bối liền tại đệ nhất vũ trụ, bọn hắn hiện tại liền tại đệ nhất vũ trụ bên ngoài, liền tính là siêu thoát giả đánh tới, cũng không sợ. Ha ha, ngươi nói chính là người chủ nhân a. À. Tần trưởng lão nhìn cũng chưa từng nhìn Hạo Thiên Khuyển một mắt, mà là nhìn lấy Lý Tín nói. Người sư phụ xác thực cha không yếu, nhưng là bị cô huyền trí cao đẩy vào khởi nguyên chi hải chỗ sâu, bị đến ba vị trí cao vây công, tình huống khả năng sẽ không rất tốt. Dù cho hắn có thể ra đến, cũng không biết muốn nhiều ít cái kỷ nguyên. Nước xa không cứu được lửa gần. Ba vị trí cao. Hạo Thiên Khuyển trong lòng căng thẳng. Vừa mới từ mặt quỷ miệng bên trong đã biết rõ, liền tính là khởi nguyên chi địa, siêu thoát giả số lượng cũng không nhiều. Cho dù hắn đối chủ nhân có lấy tự tin, nhưng mà ba vị siêu thoát giả truy sát còn là để hắn tâm tình trầm trọng. Gặp Lý Tín không nói chuyện. Tần trưởng lão sắc mặt nhẹ nhõm một chút, tiếp tục nói. Đem trong tay người cơ duyên giao ra, người hội thành vì kình thiên hoàng tử bằng hữu, các trùng tài nguyên hưởng chi không tận. Liền ngươi thân bằng hảo hữu, người bộ hạ đều sẽ được đến vô tận tài nguyên, bồi dưỡng ra một hai vị nửa bước siêu thoát giả căn bản không thành vấn đề mà dùng chính ngươi nội tình, tương lai có lẽ hội thành vì một vị trí cao, tại ta trung ương thần triều đều địa vị tôn sùng. Bành! Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, lý tín ra tay. Ngươi tại cái này cho ta vẽ bánh. Hắn kiếp trước liền thường xuyên ăn lão bản họa bánh nướng, không nghĩ tới sống lại một đời, lại vẫn có người mưu toan cho hắn vẽ bánh. Sẽ có một ngày đao tại tay, giết tận thiên hạ vẽ bánh chó. Oanh long long. Đấm ra một quyền, tựa như tận thế, hư không nứt ra. Chiến thuyền màu trắng trực tiếp nổ tung. Cha, cứu ta. Thái sơ đạo tử nửa người đã nổ tung, cường đại dư ba còn tại phá hủy hắn nhục thân chân linh. Không, thái sơ đạo chủ giống to. Nhưng mà chính hắn đều tại đây một quyền phía dưới trọng thương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nhi tử nổ tung, hóa thành một mị. Một quyền phía dưới. Tất cả tiên đế phía dưới tu sĩ đều nổ tung, tiên đế cảnh tu sĩ cũng là bị trọng thương, chỉ có quỷ đế cùng tần trưởng lão tốt một chút. Bất quá quỷ đế cũng chịu thương. Một cánh tay gãy đứt ra. Chỉ có tần trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cầm trong tay một ngọn đèn đồng, tại cùng lý tín chém giết. Tần trưởng lão tu vi rất mạnh, viễn siêu lý tín phía trước giết chết cung thúc. Mà lại cái này ngọn thanh đồng đang bạo phát đi ra uy năng viễn siêu trí bảo, đã đến gần vô hạn cùng hồng mông tổ khí. Bành! Hai người tại vô tận hư không bên trong chém giết, thân hình trực tiếp biến mất tiến vào sâu trong hư không mặc dù lý tín trực tiếp áp chế tần trưởng lão nhưng mà không có làm đến một kích chém giết quỷ đế cũng là đi theo ở một bên bất ngờ đánh lén nghĩ muốn cho tần trưởng lão sáng tạo cơ hội trước giết cái này đầu chó thái sơ đạo chủ tức giận quát hiện tại hắn chính mình bị trọng thương nhi tử lại chết tại lý tín tay bên trên giết không được lý tín trước giết đầu chó giúp trợ hứng bốn vị tiên đế nghe nói theo lấy thái sơ đạo chủ hướng lấy hạo thiên khuyển đánh tới. Ngoạ tào. Hạo thiên khuyển bị giật nảy mình, những này tiên đế bên trong có thể là có tu vi viễn siêu với hắn cường giả. Nhưng bây giờ hắn bốn phương tám hướng đều bị vây lại, căn bản trốn không thoát. Hắn nãi nãi, thật xem là cẩu ra dễ khi dễ a. À. Hạo thiên khuyển gầm thét. Quanh người hắn trí bảo phát sáng, đỉnh đầu xuất hiện một vòng thanh nguyện. Ha ha! Trí bảo lại nhiều, có ích lợi gì? Có tiên đế cười lạnh thành tiếng, chí bảo lại nhiều, cũng không giữ nổi mạng chó. Giết! Thái sơ đạo chủ tỷ lệ trước hướng phía hạo thiên khuyển đánh tới. Mấy người còn lại cũng là đồng thời ra tay, đem cái này đầu chó bắt giữ, vị cường giả kia khả năng cũng sẽ có cố kỵ. Nhưng mà sau một khắc, oanh! Một chàng kịch liệt bạo tạc từ hư không bên trong bạo phát. Phốc! 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 Mấy vị vây sát hạo thiên khuyển tiên đế miệng phun tiên huyết, bay ngược lại mà ra, thê thảm vô cùng đặc biệt là xông lên phía trước nhất thái sơ đạo chủ. Nửa người đều không có, tóc trên đầu cũng bị đốt rụi. Chỉ gặp hạo thiên khuyển tay bên trong cầm một trương tử kim sắc thần phù, mặt mũi tràn đầy cười chê. May mắn cẩu ra ta thủ đoạn nhiều, nếu không muốn bị các ngươi mấy cái ngựa đồ vật khi dễ. Thần phù này là hắn từ thần tử đạo thống bảo khố bên trong tỉnh tới, là siêu thoát giả luyện chế, có thể bộc phát ra 10 lần tiên đế đỉnh phong một kích, thứ đồ tốt này, hắn đương nhiên cho chính mình lưu lại cái này một lần hắn trực tiếp tiêu hao ba lần quá mức tại đột nhiên đem năm người đều trọng thương siêu thoát giả luyện chế thần phù có trung ương thần triều tiên đế nhận ra cái này đồ vật siêu thoát giả tự tay luyện chế đồ vật không có một cái đơn giản ai cũng không biết cái này đồ vật còn có thể bạo phát mấy lần đáng chết a à. ngươi cái này chó thái sơ đạo chủ thân bên trên thần quang lấp lánh nghĩ muốn khôi phục nhục thân ba màu tím thần phù lại lần nữa phát sáng, hướng lấy thái sơ đạo chủ đánh tới. Bành! Thái sơ đạo chủ còn lại nửa bên thân thể nổ tung, chỉ còn lại một cái đầu lâu, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Hạo thiên khuyển một tay cầm trong tay thần phù, một cái tay chó nâng lấy thái sơ đạo chủ đầu lâu, quát. Còn có ai? Ta muốn đánh năm cái. Còn lại tiên đế nhóm mặc dù nhân số rất nhiều, còn có quỷ đế thị nữ cái này trùng tiên đế đỉnh phong cường giả, nhưng mà đều là hai mặt nhìn nhau, không dám tiếp tục tới gần thần phù này để bọn hắn kiêng kỵ oanh long long sau một khắc một cái đầu từ vô tận hư không chỗ sâu bay ngược lại mà ra nện tại bọn hắn trước mặt quỷ đế đại nhân quỷ tộc tiên đế mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng cái này lần mấy hơi thở quỷ đế đại nhân chỉ còn lại một cái đầu liền tu vi đều không ổn đông lại là một tiếng vang thật lớn tần trưởng lão thân ảnh bay ngược lại mà ra rơi tại trước mặt bọn họ thanh đồng đăng cũng là biến đến rách rách dưới dưới đông lý tín một chân dẫm tại tần trưởng lão mặt bên trên lạnh lùng nói cho ta nói điểm liên quan tới các ngươi trung ương thần triều sự tình tần trưởng lão mặt mũi tràn đầy hận ý không nói một lời hắn nghĩ nói nói ngươi hắn thân vì nửa bước siêu thoát cảnh cường giả tại trung ương thần triều cũng là đỉnh cao nhất cường giả liền tính là kình thiên hoàng tử cũng muốn cho hắn mấy phần mặt mũi nhưng bây giờ liền cái này bị người dẫm tại dưới chân. 3. Một tiếng vang dội đem tiếng vỗ tay vang lên. Hạo Thiên khuyển tay chó vung tại tần trưởng lão mặt bên trên. Ngươi cái này là ánh mắt gì? Lý lão tam cũng là ngươi có thể chừng. Hiện tại tại hắn Nội Tâm, chủ nhân thứ nhất, đệ nhất vũ trụ kia vị tiền bối thứ hai, Lý Tín thứ ba, hắn thứ tư. Hắn không cho phép có người chừng bọn hắn cái này F4 tổ hợp. Chương 395, khảo vấn. A, à tần trưởng lão chịu không được, gầm thét lên tiếng. Nửa bước siêu thoát giả không thể nhục. Ngươi một cái chó. Ba. Lại là một chó chảo vỗ tới. Còn cùng ta cứng đúng hay không? Hạo thiên khuyển một cái chân sau dẫm tại tần trưởng lão mặt bên trên, mặt bên trên đều là đắc ý. Dẫm lên một vị nửa bước siêu thoát giả cảm giác, liền là không đồng dạng. Còn dư quỷ tộc còn có trung ương thần Triều Tiên đế run lẩy bẩy, mặc dù bất mãn cái này chó phương pháp, nhưng mà căn bản không dám xen vào lần này bọn hắn tính là ngã đặc biệt là quỷ tộc tu sĩ bọn hắn nội tâm tuyệt vọng lần này bọn hắn quỷ tộc cường giả tề tụ lại bị người tận diệt đệ nhất vũ trụ thiên yêu đế các loại tiên đế cường giả có cảm giác nhìn về phía vũ trụ bên ngoài nhưng mà không có người rời đi động phủ những năm này thật vất vả bình tĩnh trở lại không nghĩ tới vũ trụ bên ngoài lại có đại chiến phát sinh cái này đệ nhất vũ trụ là bình tĩnh không được thôi thôi. Ta thiên yêu tộc Phong Sơn thời gian lại kéo dài 10 vạn năm đi. Thiên yêu đế thì thào thở dài. Cái này vũ trụ bên ngoài giao thủ động tĩnh hiển nhiên đã là siêu việt tiên đế. Hắn thiên yêu tộc nếu như bị dính líu vào, đến thời điểm liền thế nào chết đều không biết rõ. Còn dư mấy cái phát giác được vũ ngoại động tĩnh đại tông môn, cũng là làm lựa chọn giống vậy. Ban đầu bọn hắn thân vì tiên đế thế lực, đứng tại vũ trụ chi đỉnh. Nhưng bây giờ, thật giống có điểm không đủ nhìn. Cảm giác tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm. Xa tại khởi nguyên chi địa trung tâm trung ương thần triều. Một tòa sừng sững thần sơn phía trên. Kình Thiên hoàng tử ngay tại một tòa do Hỗn Nguyên thần thiết chế tạo cung điện bên trong tu luyện. Một vị rất có uy nghiêm trung niên người xuất hiện, tại Kình Thiên hoàng tử cách đó không xa. Hoàng tử, kim giáp hồn đang diệt. Xem ra là tần trưởng lão bọn hắn ra sự tình. Trung niên người đứng tại Kình Thiên hoàng tử thân một bên, thái độ mang theo mấy phần cung kính nói, ngươi nhìn muốn không muốn ta tự thân đi một chuyến. Kinh thiên hoàng tử mở ra mắt, nhìn nhìn cái này cùng hắn mấy chục vạn năm nửa bước siêu thoát cảnh cao thủ thái hoa, nói. Sự tình rất lớn, còn là ta tự thân đi một chuyến đi. Ngươi cùng ta cùng nhau. Thái hoa là mấy lần xung kích siêu thoát cảnh mà bất tử cường giả, mặc dù không có đạp vào siêu thoát cảnh, nhưng mà một thân tu vi chạy tới nửa bước siêu thoát cảnh cực hạn, liền tính là một chút siêu thoát giả đích truyền đại đệ tử, cũng chưa hẳn là Thái Hoa đối thủ. Nếu không phải hắn cữu cữu đem Thái Hoa thu phục, Thái Hoa cũng không khả năng thành vì hắn hộ đạo giả. Bất quá, kia một bên sẽ không sẽ liên lụy đến siêu thoát giả. Cuối cùng cơ duyên kia, trí cao đều sẽ tâm động, kình thiên hoàng tử có chút trần chờ. Mặc dù bây giờ hắn tại trung ương thần triều thế cục không có kia tốt, nhưng mà còn có bốn thành hy vọng có thể dùng kế thừa hoàng vị quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Như là có siêu thoát giả ở bên kia, hắn đi qua liền có chút nguy hiểm. Hẳn là sẽ không liên quan đến trí cao sinh linh. Thái Hoa lắc đầu nói. Cô huyền trí cao bọn hắn đã truy lấy kia vị lý trường sinh, tiến vào khởi nguyên tri hải. Phía sau lại có mấy vị cường giả xác nhận cơ duyên còn trên người lý trường sinh, cũng đi vào theo, liền tính kia phương vũ trụ còn có không sai cơ duyên. Nhưng mà hẳn là cũng không phải liền trí cao sinh linh điều động tâm kia đạo cơ duyên. Kinh thiên hoàng tử nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là có chút không yên lòng, suy tư một lát sau, nói ra. Ta còn là đi một chuyến ta cữ cữ kia, để Tống thúc theo chúng ta đi một chuyến. Thái hoa nhẹ gật đầu. Tống trung thực lực không dưới ta, có hắn cùng nhau, chỉ cần không gặp phải siêu thoát giả, đều sẽ không có nguy hiểm. Đệ nhất vũ trụ bên ngoài. Lần này các ngươi đến đệ nhất vũ trụ là Trung ương thần triều chỉ thị còn là, phụ người nào đó mệnh lệnh. Lý Tín ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy tần trưởng lão hỏi. Ba ba. Hạo thiên khuyển lại là hai tay chó đập vào tần trưởng lão mặt bên trên. Ngựa đồ vật, ta khuyên ngươi không muốn không biết cân nhắc, nếu không cẩu ra có rất nhiều thủ đoạn để ngươi bàn giao. Hạo thiên khuyển rất không cao hứng. Lão tiểu tử này vậy mà một mực tại trừng hắn, thật giống dáng vẻ rất không phục. Giết ta. Thần triều sẽ không bỏ qua các ngươi. Tần trưởng lão ngữ khí rất cứng, hắn trong thần thức có cấm chế, căn bản không sợ sư hồn. Mà lại bị cái này chó vũ nhục lâu như vậy, chính hắn đều không muốn sống nữa. Cùng một mực bị một cái chó vũ nhục, còn không bằng cho hắn thống khoái. Ba ba ba, vừa dứt lời, hạo thiên khuyển lại là đối hắn một trận tay chó cùng đánh. A, à. lý tín cường đại thần thức dò vào tần trưởng lão não hải bên trong. Một tiếng thê thảm tột cùng kêu thảm từ tần trưởng lão miệng bên trong truyền ra mơ tưởng từ ta trong thần thức được đến bất kỳ tin tức gì tần trưởng lão cùng hống hắn thần thức bắt đầu tiêu tán liền lý tín đều có chút kinh ngạc không nghĩ tới tần trưởng lão vậy mà như này cương liệt nghĩ chết cũng phải nhìn nhìn ta có đồng ý hay không lý tín thể nội bàng bạc huyết khí dũng động vì tần trưởng lão cưỡng ép sẽ bắt đầu tiêu tán thần thức vững chắc nghĩ muốn tìm kiếm đến một số bí mật thần thức bị nhốt lại chỉ có thể nhìn thấy một chút vụn vật đồ vật Nửa ngày về sau, Lý Tín đem thần thức thu hồi, trầm lắng lên tiếng. Nghĩ muốn sư hồn một cái nửa bước siêu thoát giả rất khó, liền tính là siêu thoát giả ra tay cũng không được, mà lại tần trưởng lão não hải bên trong cấm chế cũng rất mạnh. Những này trung ương thần triều tiên đế, ngươi mang về nhìn xem có thể hay không nạy ra một chút đồ vật tới. Bành. Đưa tay ở giữa, Lý Tín trực tiếp đem trung ương thần triều tiên đế toàn bộ phế bỏ. Giao cho hạo thiên khuyển xử lý, đến mức quỷ tộc tu sĩ toàn bộ bị hắn thu nhập nội thiên địa bên trong, nhìn cái gì thời gian cùng nhau nạp tiền. Sau đó hắn hết sức chuyên chú đối kháng tần trưởng lão não hải bên trong cấm chế, mấy lần tần trưởng lão thức hải đều vỡ nát, nhưng mà bị lý tín dùng đại thần thông một lần nữa tụ hợp. Đến sau cùng tần trưởng lão đều có chút sụp đổ. Hiện tại hắn liền chết đều làm không đến, mặc dù mắt trước người từ trên người hắn không có đạt được cái gì hữu dụng tin tức. Nửa năm sau, ầm. Um tần trưởng lão thức hải nổ tung, triệt để mất đi sinh cơ. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không có phá tan cấm chế. Lý tín thở dài. Cái này nửa năm, hắn đã từng hỏi qua bàn cổ đại thần. Đáng tiếc bàn cổ đại thần đối này đạo cũng không tính tinh thông, mà lại bày ra cấm chế cũng là một vị siêu thoát giả, căn bản không có biện pháp nhẹ nhõm phá mất. Lý lão tam, không cần lo lắng. Trung ương thần chiều cách đây một bên rất xa, những này người qua đến hao phí hơn 700 năm thời gian, liền tính lại đến một nhóm người, cũng cần thời gian rất lâu. Hạo Thiên khuyển cùng Lý Tín khống chế lấy giành được chiến thuyền màu trắng, hướng lấy đệ thất vũ trụ chạy tới. Mặc dù bây giờ đã đem những này tai họa ngầm giải quyết rơi, nhưng mà Lý Tín còn là tính toán đi đệ thất vũ trụ ở một thời gian ngắn, hắn chuẩn bị đem từ những này thân người được đến tài nguyên tiêu hao hết về sau, lại trở về về đệ nhất vũ trụ nghênh địch. Hạo Thiên khuyển cũng có thể dùng trở về đệ nhất vũ trụ, nhìn xem cố nhân. Mấy trăm năm thời gian, đủ. Lý Tín nhẹ gật đầu. Đệ nhất vũ trụ có bàn cổ đại thần chống lấy, liền tính trung ương thần triều siêu thoát giả đến, cũng muốn ước lượng một lần. Như là giết không chết một vị siêu thoát giả, chờ đợi trung ương thần triều liền là vô tận trả thù. Lý Tín lẩm bẩm nói. Từ trên người bọn họ được đến tin tức, trung ương thần triều đã tính khởi nguyên chi địa tối cường mấy cái thế lực một trong, không chỉ một vị siêu thoát giả. Kia mặt quỷ phía sau cũng có một vị siêu thoát giả, cái này siêu thoát giả số lượng có điểm nhiều a. À. Còn có kia vị xuyên Việt giả tiền bối thật đúng là đỉnh, bị mấy vị siêu thoát giả truy sát mấy chục cái kỷ nguyên, còn có thể thỉnh thoảng tại khởi nguyên chi hải chỗ sâu lộ diện. chương 396, đi tới khởi nguyên chi địa, trở về đệ thất vũ trụ. Không có phát sinh bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lý tín này đi trở về, cũng là nghĩ mang một bộ phận thiên đình bộ chúng đi tới đệ nhất vũ trụ. Mặc dù bây giờ đệ thất vũ trụ cũng tính không tệ, nhưng cùng đệ nhất vũ trụ tu hành hoàn cảnh so sánh còn là kém không ít. bất quá lý tín thật không có nóng lòng một lúc. phía trước từ những nhân thủ kia được đến không ít đồ tốt, lại thêm mấy tôn quỷ tộc tiên đế cùng quỷ đế có thể dùng lại để thăng một đợt. chờ đến hạo thiên khuyển gặp xong cố nhân, lại rời đi cũng không muộn. em vodtv.com đông năm cái quỷ tộc tiên đế bị ném tại đất bên trên, theo sau chỉ còn lại một cái đầu lâu quỷ đế cũng bị ném ra đến lý tín ta nguyện ý thần phục vừa lại thấy ánh mặt trời quỷ đế liền lên tiếng lúc trước vũ trụ hủy diệt hắn may mắn hóa thành quỷ tộc đi đến hôm nay cái này một bước hắn thực tại không nguyện ý liền này vẫn lạc hắn đầu nhập trung ương thần triều không liền là vì mượn dùng trung ương thần triều lực lượng đạp vào càng cao cảnh giới người thần phục có tác dụng gì lý tín mắt nhìn quỷ đế không lại phản ứng mà là bắt đầu kiểm kê kia một chàng bên trong chiến lợi phẩm trong đó đại bộ phận đồ vật đều đã bị Hạo Thiên khuyển chỉnh lý tốt. Nhưng mà Tần trưởng lão cùng Quỷ Đế hai vị nửa bước siêu thoát, pháp khí chứa đồ đều là hắn tự thân thu lại. Đồ vật cũng không phải ít. Lý Tín nhẹ nhẹ lên tiếng. Mấy vị nửa bước siêu thoát giả ra sản quả thật phong phú. Linh thạch mặc dù không nhiều, nhưng mà cái khác đồ tốt không ít. Tào Chính Thuần. Lý Tín đối lấy bên ngoài động phủ la hét. Vẫn là phía trước tử bào thái dám ăn mặc Tào Chính Thuần liền đi đến, Người đem những này tài nguyên đưa đi Thiên Đình bảo khố. Lý Tín đem một kiện pháp khí chứa đồ giao cho Tào Chính Thuần. Hiện tại Thiên Đình tự nhiên có chính mình một bộ thưởng phạt chế độ, bảo khố bên trong đồ tốt không ít, liền đối tiên đế có ích chỗ đồ vật đều có. Nhưng mà cần thiết nhất định điều kiện mới có thể cầm tới. Bất quá dùng hiện tại những kia tiên đế điều kiện, trên cơ bản đều có thể hối đoái. Trong đó không ít tiên kinh là từ siêu thoát giả đạo thống bên trong cướp đến, cũng có trung ương thần triều tiên kinh đối tiên đế đều có dẫn dắt tác dụng. Nhưng là đại bộ phận đều là tàn khuyết. Chính lý tín cái này một bên lưu lại một phần, cái khác đều giao cho tào chính thuần. Hiện tại thiên đình cao thủ không ít, cái này trùng đẳng cấp tiên kinh đạt đến cảnh giới nhất định đều có thể dùng đi nhìn. Vâng. Tào chính thuần tiếp qua pháp khí chứa đồ liền rời đi. Mà lý tín liền là đi đến mấy cái quỷ tộc trước mặt, nhẹ nhàng nâng tay. Nạp tiền. Oanh một cỗ cường đại hấp lực từ lý tín tay bên trên sản sinh không quỷ đế cùng mấy vị quỷ tộc tiên đế mặt bên trên đều là lộ ra thần sắc kinh khủng liên quan tới lý tín có thể ăn quỷ tộc sự tình quỷ đế phía trước tại chiến thuyền phía trên cũng nghe nói hắn cũng tại chiến thuyền phía trên nghe nói hắn phân thân là bị lý tín ăn tin tức nhưng mà bọn hắn lúc này một thân tu vi đều bị lý tín giam giữ liền một tia phản kháng đều làm không đến mấy đạo sáng rực linh thể bị từ nhục thân bên trong rút ra không có vào lý tín thể nội. Đinh! Nạp tiền thành công, túc chủ còn thừa hỗn độn rút thưởng 330 lần, phải chăng lập tức tiến hành rút thưởng. Lý tín không nói gì, mà là lấy ra một cái pháp khí chứa đồ, lại lần nữa nói ra. Nạp tiền! Đinh! Nạp tiền thành công, túc chủ còn thừa đỉnh phong rút thưởng 5 vạn 360 tỷ lần, hỗn độn rút thưởng 330 lần, phải chăng lập tức tiến hành rút thưởng. Toàn bộ đổi thành đỉnh phong rút thưởng, sử dụng một lần tất cả rút. Hiện tại liền tính rút ra tiền đế đến, dùng ra cũng không lớn. Chỉ có đem thực lực để thăng tới đủ dùng đối kháng siêu thoát giả mới được, vạn nhất có mấy vị siêu thoát giả đến tìm phiền phức, hắn cũng có thể cùng kia vị siêu thoát giả tiền bối đồng dạng, đào tẩu, sau đó cùng bọn hắn bịt mắt trốn tìm, trốn mấy chục cái kỷ nguyên. Đinh! Chúc mừng túc chủ rút ra đến như ý thiên ma, liên hoàn bắt chảm. Huyền Quy Chi Huyết! Vạn năm hỏa tảo! 9.000 năm bàn đào! Thượng Thanh Tiên Pháp! Ngọc Thanh Tiên Pháp! cửu chuyển nguyên công hắc ám thần ma quang minh thần ma lý tín chỉ là từ rất nhiều tuyển hạng bên trong quét qua sau đó liền mở miệng nói rút ra đinh rút ra thành công hắc ám thần ma tu vi tiên đế sơ kỳ quang minh thần ma tu vi tiên đế sơ kỳ oanh lý tín còn chưa kịp tra nhìn triệu hoán đi ra nhân vật một cổ vô cùng to lớn năng lượng tràn vào hắn thể nội quanh người hắn khiếu huyệt phát sáng, điên cuồng hấp thu cái này cổ năng lượng, sau đó từ khiếu huyệt bên trong phản mớm ra đến, tuôn hướng Lý Tín khắp người Bách Hải. Lý Tín thân hình không có biến hóa, không giống phía trước bị chống hóa thành vạn trượng thân thể. Nhưng mà hắn thân bên trên khí tức tại gia tăng. Lý Tín nhắm mắt tu luyện. Nhưng mà thiên đỉnh bên trong cường giả đều cảm nhận được một tia trầm trọng khí tức. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Khuyển đã mang theo từng ngày tiên vương, cùng cậu oa đi đến đệ cửu vũ trụ kim ô hải ha 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 Cẩu ra liền biết rõ cười đến cuối cùng nhất định là cẩu ra hạo thiên khuyển nhìn trước mắt một đời chi định mặt chó phía trên đều là đắc ý chật 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 hạo thiên khuyển vây quanh đến gần vô hạn tiên đế cảnh lâm viêm dạo qua một vòng vỗ vỗ miệng đi nói lâm viêm ngươi cái này tốc độ tu luyện cũng không được a à. lúc trước ta chủ nhân cho ngươi kia nhiều tài nguyên còn không bằng cho ta đây nói không chắc hiện tại ta đã kinh tiên đế đỉnh phong. cẩu oa cũng là ở một bên hát đệm nói. không tệ, ta đại ca, thiên hạ thứ tư. chung quanh cố nhân đều là mặt mũi tràn đầy im lặng. bọn hắn kia một đời người, mặc dù phía trước có không ít người sống tiếp được, nhưng mà không có đạp vào tiên vương cảnh, đã sớm bởi vì thọ nguyên hao hết, thọ hết chết già. hiện tại người quen liền cái này mấy cái, hạo thiên khuyển vừa mở miệng, liền đem phía trước cố nhân trùng phùng cảm giác vui sướng vỡ nát quả nhiên vẫn là cùng phía trước đồng dạng. Từng ngày tiên vương nhìn thoáng qua, quay đầu cùng hỏa vực chi chủ ôn chuyện đi. Còn dư mấy cái cố nhân cũng là tránh né. Bọn hắn hiểu hạo thiên khuyển cùng lâm viêm ở giữa ân oán. Một người một chó tranh phong một cái kỷ nguyên, nhưng mà đều là dùng hạo thiên khuyển thất bại chấm dứt. Hiện tại hạo thiên khuyển thực lực càng mạnh, thế nào khả năng không đắc ý một phiên. Ta vẫn luôn tin tưởng ngươi hội so ta đi càng xa, bởi vì ngươi càng không biết xấu hổ, Lâm Viêm từ tốn nói. Ha ha, ta cái này bạo tính tình. Hạo Thiên khuyển trừng lớn mắt chó, cuối cùng đại chiến còn là không có bạo phát. Hạo Thiên khuyển đem hắn tư tàng rất lâu đem ra, mấy vị cố nhân đối ẩm. Đáng tiếc, cố nhân chỉ còn lại chúng ta mấy cái. Hạo Thiên khuyển mặt bên trên khó được lộ ra buồn sắc. Lúc trước đệ thất vũ trụ trí hữu tập hợp một chỗ mấy chục người, lại thêm một chút tiền bối. Nhưng bây giờ, Lâm Viêm cũng là dòng thờ dài nói, không biết rõ đời này còn có hay không cơ hội gặp đến tiền bối. Tất cả người đều là ngừng một cái, lặng lẽ uống rượu. Chủ nhân hiện tại tại khởi nguyên chi hải chỗ sâu, khả năng qua không được bao lâu ta liền muốn theo lấy lý, lão ta mở đi khởi nguyên chi địa. Hạo thiên khuyển trịnh trọng nói. Chấn giới tháp nghĩ muốn khôi phục, còn cần thiết thiên thần lão tổ tay bên trên kia mấu chốt nhất nhất tầng. Hắn hiện tại cũng tại khởi nguyên, chi địa cùng đệ nhất vũ trụ ở giữa một chỗ di tích bên trong, Chương 397, oan gia ngõ hẹp. 40 năm về sau. Lý Tín từ động phủ bên trong đi ra. Lần này rút thưởng, hắn mặc dù không có đột phá, nhưng mà tu vi còn là đề thăng không ít. Cụ thể chiến lực như thế nào, không có giao thủ, Lý Tín cũng không rõ ràng. Tại đệ thất vũ trụ lại lưu lại một đoạn thời gian. Lý Tín liền mang theo Thiên đỉnh một đám người đi đệ nhất vũ trụ, tại đệ nhất vũ trụ lại lưu lại hơn 100 năm chờ đến đệ nhất vũ trụ thiên đình thành lập không sai biệt lắm, liền mang theo hạo thiên khuyển rời đi. Bàn cổ đại thần đi theo ở đằng sau. Bọn hắn này đi chỗ cần đến là cửu thiên di tích, nếu là có thể quét ngang, liền đem thiên thần lão tổ bắt, đem chấn giới tháp tầng kia thân tháp đoạt tới. Như là cửu thiên di tích bên trong lão quái vật rất mạnh, vậy cũng chỉ có thể lại tìm cơ hội. Cửu thiên di tích cự ly đệ nhất vũ trụ không tính quá xa, trì hoãn không thời gian quá dài, bàn cổ cũng không có tính toán theo lấy lý tín đi khởi nguyên chi địa. Có lấy bàn cổ phủ hiệu quả, lại thêm lý tín thực lực, chỉ cần không nhận chọc tới siêu thoát giả, vấn đề liền không lớn. Hai người mang theo một con chó ở trong hư không đi tới. Mấy năm sau, bọn hắn đi đến cửu thiên di tích khu vực biên giới. Có gì đó quái lạ, có đồ vật che giấu thần thức. Lý tín nhíu mày. Vừa mới hắn dò xét ra thần thức, nhưng mà vừa tiếp xúc với cửu thiên di tích phạm vi, thần thức liền khó tiến thêm nữa. Ta thế nào cảm giác gì đều không có. Hạo Thiên khuyển mặt chó phía trên mang theo vẻ nghi hoặc. Hắn thả ra thần thức, không có bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp kéo dài tiến cửu thiên di tích chỗ sâu. Có thực lực đạt đến cảnh hiện chỉ giới nhất định, mới hội bị di tích bên trong trận pháp nhằm vào. Bàn cổ mở miệng nói, di tích này không đơn giản, bên trong không chỉ một vị siêu thoát giả, bất quá bọn hắn trạng thái không đúng, không thể tùy tiện ra đến xem ra bọn hắn giống là chọc cái gì khó lường tồn tại, bị một chùm kỳ quái khí tức quấn quanh, trạng thái thật không tốt. T. Lý Tín cùng Hạo Thiên khuyển hít sâu một hơi. Không chỉ một vị siêu thoát giả, bọn hắn phát hiện chúng ta không có. Lý Tín hỏi. Không có. Bàn cổ lắc đầu, chỉ cần không tiến vào cửu thiên di tích, uy hiếp đến bọn hắn, bọn hắn tỷ lệ lớn sẽ không thức tỉnh. Cái này thế giới có gì đó quái lạ, ba vị siêu thoát giả vậy mà bị thương thành cái dạng này hiện tại liền duy trì sinh cơ đều có chút phiền phức bàn cổ hai con mắt bên trong có thanh quang tán phát nhìn chằm chằm vào cửu thiên di tích chỗ sâu tiền bối có thể giết sao lý tín hỏi ba cái dãy chết siêu thoát giả mà thôi hắn tin tưởng bàn cổ đại thần có thể giết muốn chu trí cao sao hạo thiên khuyển nội tâm kích động cái này là phải chứng kiến chu tiên rồi nếu quả thật chặt siêu thoát giả hắn nguyện ý để bàn cổ tiền bối tại F4 bên trong làm lão đại, hắn chủ nhân chỉ có thể khuất tại thứ hai. Liền tính là bọn hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng có thể giết. Bàn cổ gật đầu, bất quá cái này ba vị phía sau có lấy một cái nhân quả tuyến, như là giết bọn hắn, tính toán bọn hắn kia vị, sợ rằng sẽ để mắt tới chúng ta. Lý tím cũng là thôi động huyệt khiếu quanh người bên trong thần chỉ, đem vô tận năng lượng rót vào hắn hai mắt. Hắn cũng tu hành qua nhân quả loại kinh văn, theo lấy năng lượng không ngừng tràn vào, lý tín cũng là nhìn đến cửu thiên di tích chỗ sâu chỗ không đúng tam tôn loáng thoáng có thể nhìn ra người hình quái vật tại di tích chỗ sâu nhất ngủ say ba người trên người có một đạo cánh tay thô nhân quả tuyến không có vào hư không bên trong không có phát hiện thiên thần lão tổ lý tín lắc đầu ba cái quái vật thân một bên có cùng mặt quỷ thân bên trên một dạng khí thức sinh vật tại hộ vệ trong đó còn có hai cái nửa bước siêu thoát cảnh nhưng là không có phát hiện thiên thần lão tổ không tại bàn cổ lắc đầu tiền bối kia ngày trước về đệ nhất vũ trụ ta du lịch một phiên trở lại có lấy bàn cổ phủ cùng bàn cổ ra tay vì hắn che giấu thiên cơ liền tính là siêu thoát giả cũng suy tính không ra hành tung của hắn mà lại khởi nguyên tri địa tài nguyên phong phú tại khởi nguyên tri địa hắn có thể trưởng thành càng nhanh chỉ cần đạp vào siêu thoát cảnh liền cái gì đều không cần sợ lý tín mang theo hạo thiên khuyển tiếp tục tiến lên bàn cổ liền là trở về đệ nhất vũ trụ Cửu thiên di tích cái này một bên hiển nhiên là có cái khác người mưu tính, bọn hắn ép hỏi mặt quỷ cũng không có đạt được đầu mối hữu dụng, mặt quỷ bất quá là phụ mệnh làm việc, căn bản không biết rõ những kia siêu thoát giả mưu tính. Có lấy hạo thiên khuyển chủ nhân lưu lại tinh đồ, bọn hắn ngược lại là không lo lắng tại vô tận hư không bên trong mê thất. Bất quá, đến cửu thiên di tích về sau, lại đi tới khởi nguyên tri địa, cự ly còn là vô cùng xa xôi. Gần 200 năm thời gian, Lý Tín cùng Hạo Thiên khuyển khống chế lấy một kiện chí bảo màu xanh thuyền nhỏ đi tới. Cái này chí bảo là từ cô huyền chí cao đạo thống bên trong được đến, trung ương thần triều chiến thuyền màu trắng càng tốt hơn, nhưng mà Lý Tín cùng Hạo Thiên khuyển sợ chọc phiền phức, không có dùng chiến thuyền màu trắng. Không hồ là khởi nguyên chi địa. Càng đến gần, đại đạo lực lượng càng mạnh. Đối đạo cảm ngộ cũng càng dễ dàng. Càng đến gần khởi nguyên chi địa, Lý Tín càng là kinh ngạc chỗ này mặc dù còn là thuộc về bên ngoài hư không, nhưng bọn hắn đã có thể cảm nhận được hư không bên trong tồn tại thiên địa nguyên khí. Khó trách khởi nguyên chi địa người so với chúng ta vũ trụ người dễ dàng đột phá. Tại cái này trùng hoàn cảnh dưới, liền tính là chỉ ngựa cũng có thể nhiều sống mấy năm. Hạo thiên khuyển cũng là hùng hùng hổ hổ. Cái này còn không có đến khởi nguyên chi địa đâu, liền có thể cảm nhận được kia mãnh liệt đại đạo lực lượng. Một người một chó tiếp tục tiến lên. Oanh long long một mực lông xù đại thủ từ hư không bên trong rũi ra, hướng lấy một người một chó màu xanh thuyền nhỏ chộp tới. Ta nhổ vào. Hạo thiên khuyển gầm thét. nhấc lên tay chó hướng lấy lông sù đại thủ nghênh đón. Bành. Đại đạo lực lượng sôi trào, hư không rung động, hư không đều phá toái. Đi vòng, chỗ này không phải là các ngươi nên đến địa phương. Một đầu tiên đế hậu kỳ gấu trắng xuất hiện tại một người một chó cách đó không xa, nhìn lấy hai người mắt bên trong đều là cao ngạo trung ương thần triều làm việc, người nhàn rỗi cút ngay. Lý Tín cùng Hạo Thiên khuyển liếc nhau. Không nghĩ tới còn không có tiến vào khởi nguyên chi địa, liền lại gặp đến trung ương thần triều người, đây thật là oan gia ngõ hẹp. Đi. Lý Tín lắc đầu, khống chế lấy thuyền nhỏ lách qua gấu trắng phương hướng, hướng lấy khởi nguyên chi địa phương hướng mà đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn rời đi thời điểm. Gấu trắng phương hướng vô tận tiên quang mạnh mẽ bạo phát, toàn bộ hư không điều hóa thành thải sắc, cái này là lý tín cùng hạo thiên khuyển ngừng lại bước chân hướng lấy tiên quang phun trả địa phương nhìn lại có bảo vật một người một chó lích nhau đi nhanh lên chỗ này bảo vật ta ra hoàng tử đã dự định không phải là các ngươi có thể nhúng chàm gấu trắng gặp một người một chó không có rời đi tức giận quát đến bất quá hắn một điểm đều không lo lắng cuối cùng chỗ này có lấy bọn hắn trung ương thần triều cao thủ tọa trấn hắn tin tưởng cái này một người một chó sẽ không làm lựa chọn sai lầm. Sư, sư, sư. Mấy chục đạo thân ảnh xuyên qua hư không, hướng lấy tiên quang phun trả địa phương phóng đi. Gấu trắng sắc mặt biến hóa. Đông, đông, đông. Nơi xa hư không bên trong, đã có người tại giao thủ. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Đi xem một chút. Lý tín trầm giọng nói. Động tĩnh này, xuất thế bảo vật tuyệt đối không đơn giản mà lại nhiều người như vậy đều đi bọn hắn góp góp náo nhiệt cũng không có vấn đề a à. các ngươi dám gấu trắng gầm thét đây là hắn gia nhập trung ương thần triều về sau lần thứ nhất có người dám không nhìn hắn đặc biệt là vẫn chỉ là hai cái tiên đế lý tín một chỉ điểm ra gấu trắng nội tâm báo động đại sinh một cái vòng tròn bình xuất hiện tại trong tay hắn bành gấu trắng thân thể nổ tung bình tròn cũng rơi tại lý tín tay bên trong Chương 398, Thần Miếu. Một người một chó nhìn cũng chưa từng nhìn nổ tung gấu trắng một mắt. Hướng lấy tiên quang bạo phát địa phương tiến đến. Một tòa vô cùng to lớn màu vàng thần miếu xuất hiện một người một chó trước mặt. Tại cái này vô tận bên trong không gian hư vô, lại có một tòa kiến trúc đứng sừng sững, quả thực có chút đột ngột. Kia vô tận tiên quang liền là từ thần miếu bên trong bạo phát đi ra. Thần miếu rất lớn. Có thể so với một cái cỡ nhỏ tinh cầu, liền tại bọn hắn chạy đến này nháy mắt thời gian, đã có hơn 10 đạo thân ảnh tiến vào thần miếu. Phẳng phất thần miếu bên trong có lấy cái gì khó lường cơ duyên. Đi. Lý tín mang theo hạo thiên khuyển hướng lấy thần miếu cửa lớn mà đi. Màu vàng thần miếu, cửa lớn lại là làm bằng gỗ. Bồ đề thụ thân cây chế tạo cửa lớn. Chỉ ít mấy chục cái kỷ nguyên. Hạo thiên khuyển một kinh. Bồ đề thụ tại bọn hắn kia mấy cái vũ trụ cũng có, nhưng mà cái này số năm quả thực ít gặp cái này chế tạo cửa lớn bồ đề thụ, chí ít cũng là sinh trưởng mấy chục cái kỷ nguyên cây. phía trước đệ tứ vũ trụ có một gốc bồ đề thụ chỉ sinh trưởng 5 cái kỷ nguyên, sau đó hóa hình dọc đường tu luyện đến tiên vương hậu kỳ. đáng tiếc tại trận đại chiến kia bên trong vẫn lạc. mấy chục cái kỷ nguyên bồ đề thụ như là hóa hình, chí ít cũng là tiên vương đỉnh phong, thậm chí càng mạnh a. À. cốc cốc cốc. mộc ngư âm thanh, tiếng tụng kinh từ thần miếu bên trong truyền ra. có lấy tịnh hóa tâm linh chi vĩ lực. Hẳn là một cái khó lường đạo thống lưu lại di tích." Lý Tín trầm giọng nói, một người một chó tiếp tục tiến lên. Tại thần miếu bên trong, không có bất kỳ ai gặp đến, phảng phất phía trước tiến đến đám kia người đều là ảo giác. Không gian, tiến vào thần miếu người đều giống như tiến vào một không gian khác. Tất cả người tiến vào đều bị chia cắt ra đến rồi. Lý Tín kịp thời phát giác được. Cái này thật không đơn giản, liền hắn tại đạp vào thần miếu thời gian đều không có phát giác, cho tới bây giờ cái này sẽ không lại là siêu thoát giả lưu lại a à, hạo thiên khuyển lên tiếng nói tại cửu thiên di tích gặp đến ba cái trạng thái không dễ siêu thoát giả liền được rồi hiện tại bọn hắn còn không có tiến vào khởi nguyên chi địa vậy mà lại gặp đến hư hư thực thực siêu thoát giả lưu lại thần miếu cái này đem hạo thiên khuyển điều chỉnh sẽ không không phải nói khởi nguyên chi địa mặc dù lớn nhưng mà siêu thoát giả cũng không nhiều sao a à, đột nhiên lý tín thở nhẹ ra tiếng dọc theo lý tín ánh mắt hy vọng nhìn lại nhìn lại hạo thiên khuyển nhìn đến tại một chỗ đại điện bên trong một tôn đã mục nát khô lâu trước mặt trưng bày một quyển kinh văn kinh văn là do chân quý tiên quáng đúc thành mà lại phía trên có lấy nhất tầng cường đại đạo ẩn thủ hộ dù cho qua nhiều năm như vậy vẫn như cũ không có chút nào hư hao sư sư mấy đạo tiếng xe gió chuyển đến bốn đạo thân ảnh từ ba phương hướng lao đến trong đó một cái dài lấy long rác trung niên người còn có một cái một thân đạo bào lão giả, còn lại hai cái là một đôi tổ tôn. Tại gặp đến một người một chó về sau, mắt bên trong cũng là lộ ra vẻ cảnh giác. Tiên đế thật nhiều. Lý tín hơi xúc động, bốn người bên trong ba vị đều là tiên đế, còn có một cái cũng là tiên vương. Đương nhiên đây cũng là tại khởi nguyên tri địa bên ngoài, bình thường tu vi yếu, cũng không dám ở bên ngoài chạy loạn. Lúc này, tất cả mọi người nhìn đến khô lâu trước mặt kinh văn. Chư vị, không bằng đồng thời lĩnh hội. Những kia đỉnh cấp thế lực người đều đã đi chỗ sâu, chúng ta không cần thiết vì một môn kinh văn mà vung tay đánh nhau. Còn là đối với cái kia tổ tôn bên trong ra ra lên tiếng nói. Có thể dùng. Đạo Bào lão già gật đầu. Tất cả mọi người là tiên đế, như là động thủ, người nào cũng chiếm không đến nhiều lớn tiện nghi. Một môn kinh văn mà thôi, cùng nhau lĩnh hội cũng sẽ không tổn thất cái gì. Có thể. Long Giác trung niên người lời ít mà ý nhiều. Ừm. Lý Tín cũng là nhẹ gật đầu. Hiện tại vừa tới cái này một bên, còn là không muốn quá phách lối, cuối cùng chỗ này siêu thoát giả kia nhiều. Một môn kinh văn đối hắn cũng không tính là cái gì. Mấy người đi đến kinh văn trước mặt, Lý Tín đưa tay, đem kinh văn mở ra. Ông! Đạo âm di lượn quanh. phảng phất vô số tu sĩ tại bọn hắn bên tai tụng kinh. Mấy người lặng lặng cảm ngộ, cũng không hề động thủ. Nhân quả kinh, đáng tiếc là tàn khuyết, nửa ngày về sau. Đạo âm tiêu tán. Năm người kia mặt bên trên đều lộ ra đáng tiếc thần sắc. Cùng nhân quả thần ma tu hành kinh văn có bốn năm phần chỗ tương tự, bất quá đáng tiếc là tàn khuyết. Lý tín cũng là lắc đầu. Cái này môn kinh văn không hoàn chỉnh, nhưng cũng là một môn đế kinh. Lý tín cũng có một chút cảm ngộ. Nhưng mà đối chiến lực để thăng không lớn. Hạo thiên khuyển cũng là nhách miệng, cái này đoạn thời gian hắn một mực theo lấy lý tín, từ lý tín tay bên trên làm đến không thiếu đế kinh, đối một môn tàn khuyết đế kinh, hứng thú cũng là không lớn. Cái này môn kinh văn, ta liền trước lưu lấy. Lý tín nhàn nhạt lên tiếng. Cái này môn kinh văn mặc dù không tính là gì, nhưng mà hắn phát giác được cái này kinh thư phía trên lưu lại đạo ẩn không đơn giản, chí ít cũng là một vị lập tức siêu thoát tồn tại lưu. Giữ ở bên người, có lẽ có thể có một chút chỗ tốt. Dựa vào cái gì cho ngươi? Long giác trung niên người, lạnh lùng lên tiếng ừm lý tín quay đầu hướng lấy long giác trung niên người nhìn lại phốc một cái tiên huyết từ long giác trung niên nhân khẩu bên trong phun ra hắn mặt mũi tràn đầy kinh sợ lảo đảo lui về sau ngươi đến cùng là ai long giác trung niên mặt người sắc ảm đạm cái này một lần liền để hắn thụ thương hắn có thể là tiên đế hậu kỳ tại trong mấy người này tính là cường giả nhưng bây giờ một ánh mắt liền đem nó trọng thương cái này cũng quá khủng bố. Những người còn lại cũng là kinh nghi bất định nhìn lấy Lý Tín. Người này quá mức khủng bố, chỉ sợ bọn họ tất cả người liên hợp đều không đủ hắn một cái tay bóp. Đạo hữu, là ta sai. Long giác trung niên người gặp Lý Tín hai mắt lạnh lùng, lại cũng không kềm được, biến mềm. Chết đi. Lý Tín nhẹ nhẹ lay động đầu. Một chỉ điểm ra. Ngươi. Long giác trung niên người khắp người đại đạo phủ văn lưu chuyển, còn muốn phản kháng, Bành. Hắn thân thể tựa như bọt biển, bị Lý Tín đánh nổ. Đi đi. Lý Tín không có tiếp tục đối cái khác người ra tay, kêu gọi Hạo Thiên Quyển liền muốn rời khỏi. Gặp Lý Tín không có ý xuất thủ, ba người khác cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đạo hữu. Trần chờ một lát, tổ tôn bên trong ra ra còn là mở miệng nói. Băng Long thượng nhân mặc dù tính không quá mạnh, nhưng mà hắn phụ thân Long gia là nửa bước siêu thoát, hiện tại cùng treo người tự người tại Di Đà miếu chỗ sâu treo người tự là có siêu thoát giả tọa chấn đại thế lực tại chỗ sâu gặp đến ngươi phải cẩn thận lý tín quay đầu hỏi treo người trong chùa có siêu thoát giả qua đến lão giả lắc đầu nói treo người tự siêu thoát giả tự nhiên sẽ không đến cái này bất quá bọn hắn một nhóm cũng hẳn là siêu thoát giả dẫn đội thêm lên long gia có hai vị nửa bước siêu thoát đa tạ để tỉnh lý tín nhẹ gật đầu mang theo hạo thiên khuyển hướng lấy miếu chỗ sâu đi tới thẳng đến Lý Tín thân ảnh biến mất không thấy. Hô. Đạo bào trung niên nhân tài nhìn hướng bên cạnh lão giả, hỏi: "Trần Tu đạo bạn, ngươi cũng là xuất thân siêu thoát thế lực, có thể biết cái này vị là vị nào đệ tử? Hẳn là không phải tán tu, nếu không mạnh như vậy, không khả năng chưa nghe qua danh hào." Trần Tu lắc đầu, nói: "Chưa nghe nói qua, cùng ta Hắc Sơn giao hảo thế lực bên trong, không có nhân vật này." Khởi nguyên chi địa quá lớn, ẩn tàng mấy cái yêu nghiệt cũng là bình thường, cái này vị hiện tại cũng là tiên đế đỉnh phong, chỉ sợ là vì di Đà miếu chỗ sâu đó hoa kia đến. Chương 399, mắng chửi người. Một người một chó tiếp tục tiến lên. Vô Căn Thảo, Lưu Hương Quả, Vạn Vật Cây. Hạo Thiên khuyễn nhanh chóng tại thần miếu bên trong vừa vét. Căn cứ vừa mới gặp đến người nói, chỗ này còn là thuộc về thần miếu ngoại vi, đã xuất hiện không ít tiên vương đều muốn động tâm đồ tốt, mà lại đại bộ phận đều là dược liệu chỉ tại kia khô lâu trước mặt được đến một môn kinh văn chỗ này không phải là phía trước nào đó cái thế lực cường đại dược viên a chúng ta gặp đến cỗ kia thi hài cũng là trông coi dược viên không biết rõ bởi vì nguyên nhân gì vẫn lạc rồi hạo thiên khuyển lên tiếng trên đường đi tiểu dược viên quá nhiều để hạo thiên khuyển đều có chút hoài nghi mà lại theo lấy bọn hắn không ngừng phía trước dược viên bên trong tiên dược chất lượng cũng càng ngày càng cao long phượng hoa Hạo Thiên khuyển hai mắt sáng lên, đem ba đóa kim tử hai màu đóa hoa thu vào. Những này người cái này giàu có sao? Liền cái này các loại thần dược đều không được. Hạo Thiên khuyển kinh ngạc. Nếu là phía trước những kia tiên vương, cấp tiên dược những kia người trướng mắt hắn còn có thể hiểu, nhưng bây giờ đây chính là đối tiên đế đều có chỗ tốt tiên dược, liền tính tại khởi nguyên chi địa, cũng tính là cái thứ tốt đi. Liền cái này nằm tại dược viên bên trong, tiện tay thu lại những này người cũng không nguyện ý, hẳn là dược viên này chỗ sâu có lấy vật gì tốt lý tín mắt bên trong cũng là mang theo từng tia từng tia nghi hoặc cái này có chút khác thường liền tính long phượng hoa cái này trùng cấp bậc thần dược hắn cũng không dùng được nhưng mà hắn tuyệt sẽ không tại gặp đến còn không ngắt lấy trừ phi là chỗ sâu có đồ tốt liền một giây cũng không nguyện ý lãng phí thiên đạo quả hạo thiên khuyển lại là hai mắt tỏa sáng vọt ra ngoài tất cả đều là đồ tốt Lý Tín liền là cùng tại Hạo Thiên khuyển đằng sau, hướng lấy thần miếu chỗ sâu mà đi. Lý Tín, về sau ngươi liền là Lý Lão Tam. Hạo Thiên khuyển không quên quay đầu nhắc nhở. Như là Trung ương thần triều đã có người đi đệ nhất vũ trụ, ngày sau đem ngươi tin tức mang về đến, kia liền phiền phức. Lý Tín lắc đầu, nói. Ta đều mang ngươi, như là có tin tức chuyển đến Trung ương thần triều kia một bên, ngươi cảm thấy sẽ không sẽ bại lộ. Một người một chó tổ hợp, nghĩ muốn tìm quá dễ dàng bất quá, bàn cổ tiền bối tại đệ nhất vũ trụ. Tỷ lệ lớn trung ương thần triều người đi, cũng chỉ hội thất bại nặng. Cho dù có siêu thoát giả đi, cũng chỉ hội tưởng rằng bàn cổ đại thần ra tay gạt đi tần trưởng lão mấy người. Chỉ cần bàn cổ đại thần có thể ngăn lại, vấn đề liền không lớn. Dọc đường đi nhanh, không có nhìn đến bóng người. Cái này trà thụ. Lúc này, một người một chó đứng tại một gốc tháp bé trà thụ trước mặt. Liền lý tín đều bị chấn động đến, cái này gốc trà thụ chỉ có nửa mét cao, trà thụ phía trên treo lấy mấy chục phiến lá trà, trong đó còn có mười mấy phiến là vừa mọc ra tân mầm. Nhưng mà vẻn vẹn là đứng tại cái này trà thụ trước mặt, Lý Tín liền cảm giác đến tâm thần thanh thản, liền đạo hạnh điều tại tinh tiến. Ta giọt cái ai ra, cái này là vật gì tốt? Hạo Thiên khuyển lúc kinh lúc giống, nói. Lúc trước đệ thất vũ trụ thiên địa sơ khai đệ nhất gốc trà thụ bên trên lá trà ta, đều uống qua, cũng không có cái này hiệu quả à không hồ là khởi nguyên chi địa a lý tín nhẹ gật đầu nói xác thực có chỗ bất phàm sợ rằng đối nửa bước siêu thoát giả đều có đại tác dụng cái này gốc trà thụ phía trên có đại đạo phủ văn tại lưu chuyển các chủng thần thú dị thú hình thái tại trà thụ phía trên hiện ra đem hắn cấy ghép đến nội thiên địa bên trong đi liền tại lý tín muốn động thủ thời gian một cổ ba động chuyển đến Sư. một chuôi tiên kiếm tốc độ cực nhanh hướng lấy lý tín cổ vuốt qua ừm. Lý tín nhẹ hừ một tiếng. Keng. Hai ngón tay chuẩn xác không sai kẹp lấy tiên kiếm. Rắc. Tiên kiếm từ bên trong bị bẻ gãy, bỏ vào trên mặt đất. Người nào? Ngoạ tào, liền lý lão tam đều dám đánh lén. Cẩu ra không đem người lỗ đít bài thành tám cánh, ta liền không họ chó. Hạo thiên khuyển hướng lấy tiên kiếm bắn tới phương hướng gầm thét. Vừa mới một kiếm kia quá nhanh, mà lại cái này tiên kiếm là một kiện trí bảo, uy lực kinh người phía trên có tôi luyện có thể độc chết tiên đế độc dược như là mới vừa rồi là hướng về phía hắn hắn tuyệt đối ngăn không được bọn hắn đều muốn tìm kia thập tứ sắc liên thật tình không biết cái này gốc ngộ đạo trả cây chân quý độ còn tại thập tứ sắc liên phía trên một thanh âm truyền đến theo đó mà đến là một gia nam một nữ hai người nam tuấn lãng phi phàm nữ khuynh quốc khuynh thành như là một đôi thần tiên quyến lữ cái này hai người đều là tiên đế đỉnh phong tu vi nhưng mà thân bên trên khí thức cường đại đủ dùng sánh vai phổ thông nửa bước siêu thoát giả. Có lẽ sau quỷ đế còn mạnh hơn một chút. Thập tứ sắc liên. Lý tín trong lòng hơi động, phía trước hắn tại đế mộ bên trong được đến một gốc thập tam sắc liên, ăn xuống về sau được đến lợi ích lớn. Cái này thần miếu bên trong vậy mà có một gốc mười tứ sắc. Đến 12 màu về sau, không thêm ra một chủng nhan sắc, cần thiết mấy chục cái kỷ nguyên thậm chí càng dài. Thập tam sắc đã là cực kỳ hiếm thấy. Không nghĩ tới chỗ này vậy mà có một gốc mười tứ sắc. Cút. Nam tử nhìn lấy lý tín cùng hạo thiên khuyển lạnh giọng quát vừa mới ra tay đánh lén hắn chỉ dùng bốn thành lực không nghĩ tới bị mắt trước cái này tiên đế đỉnh phong tránh khỏi cái này chứng minh mắt trước người thực lực không tính yếu không cần thiết tại này chiến đấu đổ sinh sự đoan ngươi cái ngựa đổ vật ra tay đánh lén liền được rồi còn dám muốn ngươi cẩu ra cút ta lăn ngươi ngựa a hạo thiên khuyển một cái móng vuốt chống lạnh một cái móng khác chỉ lấy nam tử, giận mắng liên tục. Go go go. CM. Cái gì khó nghe hắn mắng cái gì, liền Lý Tín đều nghe là nghẹn họng nhìn chân chối. Nam tử một gương mặt xinh đẹp biến đến đen nhánh. Chương 400, Thái âm chi thể. Thế nào khả năng? Lâm Mộng cũng là mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng. Bọn hắn hai là Âm Dương Tông tuyển chọn tỉ mì tuyển ra đến thánh tử thánh nữ, chiến lực viễn siêu phổ thông tiên đế đỉnh phong, liền tính là một chút nửa bước siêu thoát giả bọn hắn cũng có thể chiến một lần nhưng bây giờ trong nháy mắt lạc trường thanh vậy mà liền bị áp chế rồi không không chỉ là áp chế nàng nếu như không ra tay lạc trường thanh muốn phế lầm mộng tay bên trong xuất hiện một đạo nguyệt luân cùng lạc trường thanh phía sau đại nhật ẩn ẩn kêu gọi lẫn nhau hướng lấy ly tín chém ra kiếm mang nghênh đón rắc một giây lát ở giữa nguyệt luân phía trên xuất hiện lít nha lít nhít liệt văn lực lượng thật mạnh, lâm mộng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó ầm, hai thân ảnh bay ngược lại mà ra, trùng điệp té lăn trên đất, lâm mộng cùng lạc trường thanh trên thân hai người phủ đầy huyết ngân, nhục thân phẳng phất lúc nào cũng có thể sẽ nứt ra, liền thần hồn cũng là không sai biệt lắm, lạch cạch, hai cái tay chó dẫm tại hai người mặt bên trên, tư, ngâm chó đi tiểu tại tinh chuẩn tư tại hai người mặt bên trên, a, à, lạc trường thanh muốn điên. Hắn vừa mới chuẩn bị cầu xin tha thứ, cái này chó vậy mà không nói võ đức, vậy mà đi tiểu tại hắn một mặt, trong miệng của hắn cũng là tiến không ít đi tiểu tại. Lâm Mộng cũng là hai mắt ngóc trệ. Nàng cũng là không nghĩ tới nàng vậy mà lại tao ngộ những này, chó đi tiểu tại rọi mặt, cái này nếu là truyền đi, tại khởi nguyên chi địa không có biện pháp hỗn. Các ngươi hai cái ngựa đồ vật, còn nghĩ đem cẩu ra coi làm sủng vật nuôi. Hạo Thiên khuyển mặt chó giữ tợn, ban đầu ở đệ thất vũ trụ người nào nhìn đến hắn không gọi hắn một tiếng cẩu ra. Còn là lần đầu tiên có người muốn đem hắn thu làm sủng vật. Huống hồ hắn cũng là có chủ nhân. Lý Tín không để ý đến kia một bên. Lâm Mộng cùng Lạc Trường Thanh đều bị hắn trọng thương, lật không ra cái gì bọt nước tới. Còn là trước đem cái này trà thụ thu lại lại nói. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem trà thụ chung quanh đại địa mở ra, đem tất cả rễ cây liền mang theo bùn đất ném vào nội thiên địa bên trong, để côn luân sơn thần giúp đỡ trùng tốt chờ đến đem hết thảy xử lý hoàn tất hắn thần thức mới từ nội thiên địa bên trong lui ra ngoài xử lý như thế nào hạo thiên khuyển đã đem hai người tu vi phong bế như là thả tại bình thường hắn dĩ nhiên không phải lâm mộng cùng lạc trường thanh đối thủ nhưng bây giờ lý tín đầu tiên là trọng thương hai người lại tại một bên trấn nhiếp hắn phong ấn hai người tu vi thời gian hai người mặt phản kháng đều không dám gặp lý tín đi tới lạc trường thanh liền lên tiếng đạo hữu ta sư tôn là trí cao phía dưới hiếm có cường giả ba nhưng mà còn không đợi hắn nói xong một cái tay chó liền đập vào hắn mặt bên trên đến phiên ngươi nói chuyện sao hạo thiên khuyển mặt chó bất thiện lạc trường thanh không có biện pháp mắt bên trong đều là biệt khuất nhưng mà không có biện pháp người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu cái này thần miếu là lai lịch gì lý tín nhìn lấy hai người lên tiếng hỏi vốn cho rằng cái này là một cái đơn giản di tích nhưng mà theo lấy không ngừng xâm nhập, hiện tại xem ra là hắn ngay từ đầu xem thường di tích này. Cái này là di đà miếu một bộ phận. Lâm Mộng hơi kinh ngạc. Cái này miếu phong cách từ bên ngoài nhìn liền có thể nhìn ra là di đà miếu phong cách mắt trước một người một chó vậy mà không biết rõ. Tại 170 cái kỷ nguyên phía trước, di đà miếu bị trung ương thần triều tiêu diệt. Tại di đà trí cao trước khi vẫn lạc, đem di đà miếu vài chục tòa trọng yếu cung điện đưa vào vô tận hư không bên trong, nhiều như vậy kỷ nguyên trôi qua, đã liên tục có một chút cung điện bị tìm tới. Đây là sau cùng vài tòa. Phía trước tìm tới vài tòa cung điện bên trong xuất thế không ít đồ tốt, mà lại những này cung điện mặc dù bị đưa vào vô tận hư không, nhưng mà di đà miếu tu sĩ đều bị trung ương thần triều trí cao chú sát, những này cung điện bên trong không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hiện nay nhìn tới đây là di đà miếu một chỗ dược viên, lúc trước liền có truyền ngôn di đà miếu bên trong có lấy một gốc thập tứ sắc liên, hiện tại hơn 100 cái kỷ nguyên trôi qua, có lẽ đã mọc ra 15 sắc cũng khó nói. Ta âm Dương Tông đã từng là di đà miếu bộ hạ thế lực, cho nên biết rõ một chút đồ vật, tỉ như cái này gốc trà thụ, là di đà trí cao lúc còn trẻ tự thân trồng xuống, tại trí cao đạo ẩn ảnh hưởng phía dưới, biến đến càng ngày càng bất phàm, phía trước ta âm Dương, Tông mỗi cái kỷ nguyên đều có thể từ di đà miếu phân đến hai, ba mảnh lá trà, cái này lá trà đối tiên đế cùng nửa bước siêu thoát đều có chỗ tốt rất lớn. Nghe lấy lâm mộng giảng thuật, lý tín nhẹ gật đầu, Bất quá lập tức liền nhíu mày, nói Chỗ này không giống, như là hơn 100 cái kỷ nguyên không có người tiến đến bộ dạng A Phía trước mặc dù tại di tích bên trong được đến không ít tiên dược Nhưng mà nếu quả thật là hơn 100 cái kỷ nguyên không có người đi vào Kia hạo thiên khuyển hái những kia tiên dược, hẳn là càng tốt mới đúng Hơn 100 cái kỷ nguyên trước tiên vương dược chỉ cần không tử vong Dược hiệu đều muốn có thể so với tiên đế dược Cái này ta cũng không rõ ràng Lầm mộng lắc đầu có lẽ là trong thời gian này có người từng tiến vào qua chỗ này, bọn hắn chỉ hái có giá trị tiên dược, lại bỏ qua cái này gốc trà thụ. Nói xong lời cuối cùng, lầm mộng cũng có chút nghĩ không thông. đã những kia hiểm yếu đều bị ngắt lấy, cái này ngộ đạo trà cây không nên để ở chỗ này mới đúng a. À? không phải là có người đang câu cá a. À? Hạo Thiên khuyển lẩm bẩm nói. Từ lúc kinh lịch cửu thiên di tích kia một đợt, Hạo Thiên Quyển luôn cảm giác khởi nguyên chi địa cái này một bên tất cả đều là câu cá lão. Một cái so một cái âm hiểm. Cửu thiên di tích bên trong ba cái siêu thoát giả đều trúng chiêu, có thể thấy câu cá lão thực lực có nhiều mạnh. Chỗ tốt cũng phải đến, muốn không trước rời đi. Hạo thiên khuyển nhìn lấy Lý Tín hỏi. Cuối cùng cái này thần miếu chỗ sâu bây giờ còn có một chút siêu thoát giả thế lực, bọn hắn là đến khởi nguyên chi địa kiếm tiền, không cần thiết mạo hiểm. Lý Tín cũng là nhẹ gật đầu, nói. Còn là trước rời đi đi. Được đến cái này trả thụ đã là kiếm lớn. Không cần thiết tiếp tục thâm nhập sâu. Đạo hữu, ta là thái âm chi thể. Lầm mộng thấy thế, liền lên tiếng nói. Có thể tu luyện tới tiên đế, cảnh tu sĩ cái nào thân bên trên không có chiêm nhiễm một tay tiên huyết. Nàng như là ở vào lý tín vị trí, tuyệt sẽ không lưu xuống nàng cùng lạc trường thanh. Hiện tại chỉ có tự cứu. Tiện nhân, lạc trường thanh muốn rách cả mí mắt, gầm thét lên tiếng. Thái âm chi thể là đỉnh cấp nhất đỉnh lô thân thể. Phía trước hắn liếm lâm mộng mấy cái kỷ nguyên, không liền là vì tại đạp vào nửa bước siêu thoát, cảnh về sau ngắt lấy cái này khỏa quả thực. Nhưng bây giờ lâm mộng vậy mà trực tiếp bạo ra bản thân là thái âm chi thể. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Hắn có thể là một cái đem lâm mộng coi là chính mình độc chiếm. Thái âm chi thể Hạo Thiên Khuyển nhìn nhìn lâm mộng, lại nhìn Lý Tín, trong mắt loạn chuyển. Thái âm chi thể nó đã từng cũng nhìn thấy qua, đặc biệt là lâm mộng cái này trùng tu luyện thái âm thuộc tính công pháp thái âm chi thể, một ngày ngắt lấy, tuyệt đối có chỗ tốt to lớn. Lý Lão Tam, ta cái này một bên có một môn song tu đế kinh, tuyệt đối có thể dùng đem thái âm chi thể lợi ích lớn nhất hóa. Hạo Thiên khuyển đi đến Lý Tín thân một bên, nhẹ nói. Hắn cũng biết rõ Lý Tín tình huống hiện tại, đã đến gần vô hạn nửa bước siêu thoát. Nói không chắc tại song tu về sau, lại phối hợp cái này lá trà, liền thật có thể đạp vào nửa bước siêu thoát cảnh.